Kết quả Nottingham 0-2 Man City, Man xanh bám sát pháo thủ. Thắng nhẹ Nottingham, Man City duy trì cách biệt một điểm với Arsenal. Trận đấu Nottingham vs Man City tại vòng 35 ngoại hạng Anh đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội khách. Man xanh vẫn duy trì cách biệt một điểm với đội đầu bảng Arsenal và đang thi đấu ít hơn một trận. Trận đấu Nottingham vs Man City tại vòng 35 ngoại hạng Anh đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội khách. Man xanh vẫn duy trì cách biệt một điểm với đội đầu bảng Arsenal và đang thi đấu ít hơn một trận. Bàn thắng Nottingham vs Man City. Man City, Guardiola 32, Haaland 71. Trước khi Man City bước vào trận đấu trên sân của Nottingham, họ đã biết tin về chiến thắng 3-2 của Arsenal trước Tottenham tại trận Derby Bắc London. Chính vì thế, nhiệm vụ của Man xanh là buộc phải giành 3 điểm để duy trì cách biệt tối thiểu với pháo thủ. Như thường lệ, Man City vẫn là đội kiểm soát bóng vượt trội. Sau khi để cho Nottingham có một vài cơ hội ở những phút đầu trận, họ đã ngay lập tức đưa trận đấu về thế trận quen thuộc. Đội chủ nhà đã thi đấu đầy kiên cường, nhưng họ cũng chỉ có thể trụ được tới phút 32. Từ quả đá phạt góc của De Bruyne, Guardiola bật cao đánh đầu đưa bóng đi vào góc gần khung thành của Nottingham, mở tỷ số trận đấu. Công bằng mà nói, Man City không thi đấu quá hay ở trận đấu này, trong khi Nottingham cũng có khá nhiều cơ hội rõ ràng để ghi bàn. Tuy nhiên, tiền đạo chủ lực của họ là Chris Wood đã có một ngày quá vô duyên. Phút 38, anh đệm bóng hụt khi chỉ cách khung thành có vài mét sau đường căng ngang quá thuận lợi của Montin. Tới phút 47, Wood lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm quá hiền trong vòng cấm của Man City. Không thể tận dụng những cơ hội hiếm hoi của mình, Nottingham đã phải trả giá. Phút 71, De Bruyne thả bóng để tiền đạo vào sân thay người Erling Haaland thoát xuống khu cấm địa Nottingham. Ngôi sao người Na Uy đi bóng vài nhịp trước khi dứt điểm tinh tế bằng chân phải. 2-0 cho Man City và Nottingham hoàn toàn gục ngã. Trong những phút còn lại, họ vẫn chiến đấu hết mình hồng tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành. Trong khi đó, Man xanh thi đấu ung dung chờ hết giờ. Kết quả cuối cùng của trận đấu này là 2-0 nghiêng về phía Man City. Đội bóng của Pep Guardiola vẫn đứng thứ hai với một điểm kém Arsenal nhưng vẫn còn một trận chưa đá ở trong tay. Đội hình thi đấu Nottingham vs Man City. Nottingham, Shells, William, Montin 35, Mika, Boli, Sanga 84, Murillo, Omobaydin 74, Ena, Danilo, Giác 74, Elanga, Reina 74, Zidane, Hudson-Odoi, Wood. Man City, Ederson, Ortega 46, Walker, Akanji, Eker, Guardiola, Rodrigo, Bernardo, De Bruyne, Nunes 89, Doku, Kovacic 46, Grealish, Haaland 62, Alvarez, Bob 89.